chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay do tác động của không khí lạnh bổ sung yếu nên ở khu vực Bắc Bộ vẫn còn xuất hiện mưa rào rải rác ở các tỉnh vùng núi giáp biên giới. Sang đến ngày mai, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm mưa dần. Trời chỉ còn nhiều mây vào đêm và sáng, mưa nhỏ có thể xuất hiện lác đác tại các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng hay Nam Định. Và ban ngày thì trời sẽ khô ráo hơn, có lúc sẽ hửng nắng nhẹ vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến ở mức từ 27 cho đến 30 độ. Có nơi thuộc vùng núi như tại Hà Giang, Cao Bằng thì nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 31 đến 33 độ. Với khu vực Tây Bắc Bộ, tình trạng nắng nóng tại khu vực này chỉ tạm thời suy giảm trong ngày hôm nay. Sang đến ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển về phía Đông Nam, nên nắng nóng sẽ lại gia tăng. Một số nơi như Mường Lay ở Lai Châu, Mường La Quỳnh Nhai ở Sơn La hay Mai Châu tại Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức từ 36 đến 38 độ. Trong ngày hôm nay, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nắng nóng cũng có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên, sang đến ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu nhanh, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tác động mạnh hơn, cho nên tại các tỉnh vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lại gia tăng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại vùng núi sẽ phổ biến ở mức từ 36 đến 38 độ. Thậm chí một số nơi như Tây Hiếu, Quỳ Hợp của Nghệ An hay là tại Hương Khê ở Hà Tĩnh còn có thể tăng lên ngưỡng 39 cho đến 40 độ. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực này cũng phổ biến khô ráo và có nắng vào ban ngày. Cường độ nắng trong ngày không quá gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức từ 31 cho đến 35 độ. Như vậy là trong những ngày tới, nắng nóng sẽ gia tăng hơn tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Quý vị nên hạn chế lưu thông vào thời điểm ban trưa, cũng như là bổ sung thêm nước để tránh tình trạng mất nước và mệt mỏi. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết khu vực này hầu như ít biến đổi, phổ biến nắng nhiều và ít mưa. Tại khu vực Tây Nguyên, vào ban ngày trời vẫn tiếp tục có nắng nhiều. Nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh phía Bắc như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức từ 35 đến 37 độ. Vào chiều tối thì mưa rào cục bộ có thể xảy ra ở một số tỉnh thuộc phía Nam như là tại Lâm Đồng, tuy với lượng không nhiều nhưng cũng phần nào làm giảm bớt không khí nóng bức vào ban ngày. Trong khi đó, tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục khô hạn, trời hầu như quang mây, nắng chói chang vào ban ngày, cường độ nắng mạnh nhất vào thời điểm từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 36 cho đến 38 độ. Như vậy là tình trạng nắng nóng tại khu vực này vẫn tiếp tục kéo dài, người dân nên đề phòng các hiện tượng cháy rừng và cháy nổ có thể xảy ra ở khu dân cư đông đúc. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Nam hoạt động với cường độ cấp 4. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 13, ngày 1 tháng 4 thì có khả năng chuyển sang hướng Nam Đông Nam và hoạt động mạnh hơn, đạt mức cấp 5, có lúc cấp 6 vào lúc chiều tối, nên khuyến cáo các tàu thuyền có trọng tải nhỏ nên lưu ý khi hoạt động trong khoảng thời gian này. Còn tại khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong 3 ngày tới vẫn thịnh hành gió Đông Nam đến Đông có cường độ trung bình yếu, trời phổ biến có mưa rào cục bộ với lượng ít, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết khá thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.